Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Hoành Tinh Retail Ten 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 Ten. Hiện tại thì mình đang có mặt tại siêu thị Thế Giới Di Động, địa chỉ là 108 đường Lê Văn Khương, phường 1, phường Thang, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn coi clip của mình thường xuyên cũng là theo dõi kênh của mình thường xuyên thì các bạn sẽ thấy đầu tháng thường thì mình sẽ đến Thế Giới Di Động để cập nhật giá dòng sản phẩm hàng mới cho các bạn nha. Bên cạnh đó thì mình sẽ cập nhật giá cũng như là giới thiệu giá đến các bạn những dòng sản phẩm hàng line new hay còn gọi là hàng đã qua sử dụng tại Thế Giới Di Động. Thì Thế Giới Di Động hiện tại trưng bày những dòng sản phẩm hàng line new, hàng đã qua sử dụng ở những tủ trưng bày ở cuối cùng nha các bạn. Nếu các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy những dòng sản phẩm hàng mới đập hộp thì được trưng bày trên kệ màu vàng. Còn những dòng sản phẩm hàng line new đã qua sử dụng thì được trưng bày trên kệ màu đỏ. Thì hiện tại tại Thế Giới Di Động 108 đường Lê Văn Khương, quận 12 thì có hai tủ trưng bày dòng sản phẩm hàng line new đã qua sử dụng cho các bạn tham khảo nha. Máy đã sử dụng chất lượng như mới đến 90% nha các bạn. Và đặc biệt một đổi một trong một tháng cho sản phẩm lỗi, có nghĩa là các bạn mua hàng line new thì sẽ được một đổi một hàng line new nha, không được đổi một đổi một với sản phẩm mới đâu nha. Đầy đủ các phân khúc giá, giá rẻ, tầm trung, cao cấp, đầy đủ cái thương hiệu smartphone cũng có, hàng nghe gọi chọi đập cũng có nha các bạn. Đó, mình nói dân giá là nghe gọi chọi đập nhưng thực tế là hàng điện thoại bàn phím đó các bạn. Đầu tiên dòng sản phẩm mình giới thiệu các bạn đó chính là Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, giá là 25.190.000, bảo hành còn 11 tháng, tiết kiệm so với máy mới là 7.800.000, máy còn mới đến 90% nha các bạn. Galaxy Z Flip F7 giá là 22.880.000, bảo hành còn 4 tháng, tiết kiệm so với máy mới là 13.120.000. Thì có một số bạn hỏi mình tiết kiệm sau tiết kiệm là gì, có nghĩa là giá chênh lệch so với các bạn mua máy mới đó. Galaxy Note 20 giá là 18.790.000, bảo hành còn 10 tháng, tiết kiệm 5.200.000 so với máy mới. Samsung Galaxy Note 10 giá là 13.600.000, bảo hành còn 6 tháng, tiết kiệm 9.390.000 so với máy mới. Máy thực sự rất còn đẹp, rất còn mới luôn nha các bạn. Đây hiện tại có một con Galaxy Note 10 thì khách đã đặt rồi nè, các bạn hết cơ hội để mua rồi. Tiếp theo là Galaxy S10 Lite giá là 10.210.000, bảo hành còn 7,5 tháng, tiết kiệm 4.780.000. Thế Giới Di Động kêu là dòng sản phẩm mới đến 90% nhưng mà theo như mình thấy thì còn mới hơn đó các bạn. Oppo Reno 3 Pro giá là 9.960.000, bảo hành còn 7 tháng. Mình thấy mấy dòng sản phẩm ở đây mới gần như 100% luôn á. Oppo Reno 10X Zoom giá là 9.690.000, bảo hành còn 12 tháng. Samsung Note 10 Lite giá là 8.590.000, bảo hành còn 9,5 tháng. Hiện tại thì còn hai con nha các bạn, hai con Note 10 Lite màu đen và màu bạc các bạn lựa chọn. Oppo Reno 4 giá là 6.540.000, bảo hành còn 10 tháng. Hiện tại thì còn hai máy màu đen nè. Các bạn có thể đến đây để trải nghiệm. Thắc mắc thì sẽ là nhân viên tư vấn cho các bạn nha. iPhone 7 32GB giá là 6.780.000, bảo hành còn 9,5 tháng. Máy thực sự còn rất là mới nha các bạn. Oppo Reno giá là 7.020.000, bảo hành còn 17 tháng. Nói chung là thời hạn bảo hành, máy nào cũng còn thời hạn bảo hành cho các bạn nha. Bảo hành chính hãng cũng có, bảo hành tại Thế Giới Di Động cũng có luôn. Galaxy A71 giá là 7.310.000, bảo hành còn 8,5 tháng. iPhone 7 128GB giá là 7.650.000, bảo hành còn 11 tháng. Máy còn mới lắm luôn các bạn ơi. Ba con Galaxy S10 giá là 8.290.000, bảo hành còn 3 tháng. Hộp và linh phụ kiện còn đầy đủ luôn nha các bạn. Nói chung là tất cả các chính sách đều như một máy mới luôn, một đổi một nè, còn bảo hành nè, còn linh hộp phụ kiện đầy đủ. Oppo Reno 4 giá là 6.540.000, bảo hành còn 10 tháng.
Galaxy A80 giá là 6.160.000, bảo hành còn 3,5 tháng, tiết kiệm 8.830.000 so với máy mới. Galaxy A80 giá là 5.920.000, bảo hành còn 3 tháng, hiện tại thì còn 2 con các bạn. Nói chung là có một số dòng sản phẩm các bạn tìm hàng mới sẽ không có đâu nha. Nếu các bạn yêu thích những dòng sản phẩm đó thì các bạn có thể mua hàng line new, còn thời hạn bảo hành luôn, đến phụ kiện hộp đầy đủ, chính sách một đổi một rất là hay. Oppo Reno 2 giá là 5.920.000, bảo hành còn 3 tháng, tiết kiệm so với máy mới là 9.070.000. Máy còn nhìn rất là đẹp các bạn. Galaxy A51 giá là 5.910.000, bảo hành còn 9,5 tháng, tiết kiệm 2.080.000 so với máy mới. Hiện tại thì có hai màu các bạn, đó là màu đen và màu xanh. Samsung Galaxy A21s phiên bản bộ nhớ 64GB giá là 4.280.000, bảo hành còn 10 tháng. Các bạn thấy có một số dòng sản phẩm thời hạn bảo hành còn hơn cả một năm luôn nha, mười mấy tháng luôn, thời hạn bảo hành còn rất là lâu. Oppo A52 giá là 4.740.000, bảo hành còn 11 tháng, tiết kiệm so với máy mới là 1.250.000. Có một số dòng sản phẩm thì hàng mới hiện tại đã ngừng kinh doanh rồi. Máy đã sử dụng chất lượng như mới đến 90%, nhưng mà theo như mình thấy thì còn mới hơn cả 90 nữa các bạn, mới là 99 mới đúng. Galaxy A50s giá là 5.010.000, bảo hành còn 9 tháng. Các bạn muốn biết nó mới 99% hay không thì các bạn đến thì đúng hệ thống di động gần nhất. Oppo Reno giá là 5.130.000, bảo hành còn 3 tháng. Thì tại là mình đang quay ngoài lớp kính thôi mà đã nhìn mới như vậy rồi các bạn, mà đến chiêm nghiệm thực tế còn mới hơn nữa. Xiaomi Mi Note 9 Pro giá là 5.360.000. Bảo hành còn 16 tháng. Đây, một em Mi Note 9 Pro đã khách đã đặt rồi, bảo hành còn 16,5 tháng. Các bạn hết cơ hội để sở hữu em này rồi. Oppo Reno 2F giá là 5.630.000, bảo hành còn 8,5 tháng. Nói chung là mình thấy kênh của mình cũng có một số bạn quan tâm đến dòng sản phẩm hàng line new đã qua sử dụng á, thì này mình có cập nhật cho các bạn nè. Bữa mình nhớ có một bạn hỏi mình dòng Reno 2F á. Galaxy A51 giá 5.630.000, bảo hành còn 8,5 tháng. Hàng line new đã qua sử dụng tại Thế Giới Di Động thì có đầy đủ các thương hiệu cho các bạn lựa chọn luôn: Samsung, Apple, Oppo, Vsmart, Realme, Xiaomi, Nokia, Style. Galaxy A21s giá 4.140.000, bảo hành còn 9,5 tháng. Máy mới lắm luôn các bạn. Galaxy A7 giá là 4.020.000, bảo hành còn 3 tháng. Con này các bạn tìm được hàng mới chắc khó lắm. Rồi con này như nó ngừng sản xuất luôn rồi. Nokia 7.2 giá là 4.000.000, bảo hành còn 6 tháng. Nokia 7.2 này cũng ngừng kinh doanh hàng mới luôn nha các bạn. Xiaomi Note 8 giá là 3.630.000, bảo hành còn 17 tháng. Wow, thời hạn bảo hành còn quá lâu phải không các bạn. Galaxy A50s giá là 3.600.000, bảo hành còn 6 tháng. Oppo A31 RAM 4GB giá là 3.460.000, bảo hành còn 9,5 tháng. Realme 5s giá là 3.220.000, bảo hành còn 6 tháng. Vsmart Active 3 giá là 3.010.000, bảo hành còn 16 tháng cho phiên bản RAM 6GB. Vivo U10 giá là 3.010.000, bảo hành còn 11 tháng. Galaxy A20s giá là 2.950.000, bảo hành còn 6 tháng. Tiếp theo là Galaxy A11 giá là 2.880.000, bảo hành còn 10 tháng. Có màu trắng, đây sẽ có màu xanh cho các bạn nè.
Đó là Galaxy A11 giá là 2.830.000, bảo hành còn 10,5 tháng, màu xanh. Galaxy A11 giá là 2.790.000, bảo hành còn 9,5 tháng. Thời hạn bảo hành càng ngắn thì càng rẻ nha các bạn. Realme 5i giá là 2.790.000, bảo hành còn 9,5 tháng cho phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Vismart Troy 3, con này khách đã đặt rồi, các bạn hết cơ hội mua nó rồi. Phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, bảo hành còn 15 tháng. Nokia C2 giá là 1.260.000, bảo hành còn 8,5 tháng. Nếu các bạn ở xa cửa hàng Thế Giới Di Động thì các bạn có thể lên trang Thế Giới Di Động.com, vô phần hàng cũ các bạn đặt hàng sẽ được giao hàng tận nơi luôn. Vismart B3 giá là 1.190.000, bảo hành còn 15 tháng, thời hạn rất là lâu. Nếu những bạn nào mà muốn mua một chiếc điện thoại thời hạn bảo hành còn lâu nè, những phụ kiện đầy đủ, hàng mới, tuy là đã qua sử dụng nhưng mà còn mới 90-99%, thì các bạn có thể tham khảo dòng Vismart nè, Oppo, Xiaomi. Mà thấy như ba dòng này thời hạn bảo hành, mặc dù là hàng đã qua sử dụng mà thời hạn bảo hành còn rất là lâu nha, hơn cả một năm luôn các bạn. Bên cạnh đó thì mình sẽ giới thiệu các bạn những dòng sản phẩm nghe gọi chọn đập đấy các bạn ơi, đến từ các thương hiệu như là Intel, Smartel, Mobile, LG, Nokia, đầy đủ các phân khúc giá cho các bạn lựa chọn luôn, nhiều lắm luôn. Tất cả dòng sản phẩm hàng đã qua sử dụng thì đều mới từ 90-99%, linh phụ kiện đầy đủ, thời hạn bảo hành còn rất là dài, và tất cả đều được một đổi một trong vòng 30 ngày nếu có lỗi. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình, thì mình vừa cập nhật hàng là nhiều đã qua sử dụng tại Thế Giới Di Động tháng 10 này, và tạm biệt các bạn.